Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ơi. Vì xem mèo trông rất giống hổ. À, rất hay các bạn ạ. Có con vốn nhút nhát, mỗi lần ra đường đều gặp sợ hãi. Một hôm bỗng nhiên thỏ con nhìn thấy một động vật nó mặc áo vằn, nhìn hốt cũng kêu lên: "Ôi, ôi cứu tôi với." "Ô đến kia." Mèo bước ra từ sau gốc cây, tỏ ý thân thiết. Cậu nhìn kỹ lại mà xem, tớ là mèo, không phải là tớ là hổ. Trông tớ hơi giống hổ là vì chúng tớ cùng thuộc họ nhà mèo, tuy hổ to lớn hung dữ hơn hẳn mèo các bạn ạ. Nắm lại đứa rồi sao? Hay là mình đang coi đâu, nó coi đâu nè, bọn nó gọi hẳn đi đâu. Em có đi không? Thôi đi làm chi. Em coi nhá. Anh tự dưng anh mang ở đây cho nắng ra. Thế thì em lại đố đi. Tụi tôi đang mát. Em đi lại đố mà coi đi, tí anh lại. Anh lại cũng không nỡ kêu anh đi vệ sinh nữa, anh lại coi tiếp. Thế nè. Em đánh đá lắm. Bye. Lại đúng rồi, quay bằng nam cho mát được. Chào. Có lấy kính không? Hả? Hả? Anh có tháo điện thoại cho đâu? Không. Hả? Anh có tháo đó mà. Cái thiết điện thoại nên bắt nắng, bắt màu kiếm nhỉ. Vin thật là rộng lớn các bạn, đi mãi mà không hết đường. Rất rộng lớn luôn. Vin mà là công viên Hội An, tức là ở Thanh Hóa và Hội An kết bạn với nhau, và Thanh Hóa đầu tư, tức là Hội An đầu tư xây dựng cho Thanh Hóa cái khu vực công viên này. Cái khu vực công viên này là gắn kết tình anh em Hội An và Thanh Hóa các bạn ạ.